Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Hoàng Anh. Đây là game Tăng Tiếu Ngạo Giang Hồ do Vina Game phát hành. Phái mình đang chơi đó là phái Nhật Nguyệt. Hãy nhớ, thường xuyên tham gia hoạt động trong giang hồ mới có cơ hội nhận được trang bị tốt. Trang bị tốt hay không, đối với người hành tẩu giang hồ là chuyện lớn liên quan đến sinh tử. Được rồi, Lưu Ly tỷ, ta biết rồi. Ngươi không biết gì cả. Được rồi, ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, bảo đảm an toàn cho Nghi Lâm, Hằng Sơn phái, hiểu chưa? Thật tồi tệ, chúng ta phải làm sao giải thích với sư thúc đây? Đa tạ đã giúp, thật không ngờ Thanh Thành phái là danh môn chính phái mà cũng có bọn xấu xa như thế này. Đúng rồi, nghe nói Nghi Lâm đi chung với các ngươi, tại sao không thấy cô ấy vậy? Hả? Thật ra chúng tôi cũng đang tìm cô ấy. Khi gần đi đến Hành Sơn Thành, chỉ trong nháy mắt Nghi Lâm bỗng nhiên biến mất. Ta lo lắng cô ấy gặp nguy hiểm. Ây da, ai đây? Vừa nhắc đến Thiền Nguyên tiên sinh đã trở nên khôn ngoan như vậy, ta còn tưởng nhầm người rồi chứ. Đừng làm càn nữa, Thiền Nguyên tiên sinh là nghĩa phụ của ta, ta rất kính trọng ông ấy. Biết rồi, ta cũng rất kính trọng ông ấy. Nhưng mà thật ra ông ấy là một người như thế nào? Nghĩa phụ là người rất lợi hại, võ thuật cao thâm, lại giỏi bài mưu tính kế. Phàm là những thứ ông ấy muốn đều sẽ dễ dàng lấy được, trừ tịch tà kiếm phổ lần này. Giá như tận mắt nhìn thấy một lần thì hay biết mấy. Phải rồi, không phải ngươi cần tìm một Nghi Cổ tỷ tỷ sao? Chuyện thiếu gia không sao nữa, ta đi với ngươi vậy. Không có manh mối, phải đi đâu tìm Nghi Lâm đây? Đến Hành Sơn Thành xem trước nào. Khách quan, uống trà không? Không uống trà. Có từng gặp hiểu đi cô như vậy không? Lưu lão gia đãi tiệc, những người đến đều là nhân sĩ giang hồ với tướng mạo kỳ quái. Đừng nói là nam ni cô hay là nữ ni cô, dù là một người có ba con mắt đi ngang qua, ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà tiểu ni cô này không có nét gì đặc biệt, không nhớ ra. Sao không nói thẳng là chưa từng gặp đi? Không hổ danh là tiểu sư muội. Phải đó, cũng may tiểu sư muội ra tay nhanh, Lâm công tử mới không bị rơi vào tay bọn Thanh Thành phái. Nhưng mà tiểu tử đó không hề biết cảm kích, phải tự lo cho thân mình rồi bỏ chạy. Hắn sợ liên lụy ngươi đấy. Làm ta giật mình. Ngươi có việc gì sao? Ta đang giúp Hằng Sơn phái tìm một sư muội đi lạc, không biết tiểu sư muội có gặp qua không? Thật xin lỗi, ta và vị sư huynh mới vào thành không lâu. Ta hỏi ngươi có gặp đại sư huynh qua sơn phái lệnh hộ xung không? Chúng tôi đã hẹn với nhau là gặp mặt ở đây, mà đến giờ vẫn không thấy huynh ấy. Vậy à? Thôi bỏ đi, đại sư huynh thông minh như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Ta cảm thấy có lẽ ngươi cần giúp đỡ. Ôi, đau quá. Ta được cứu rồi. Làm ta suýt nữa tưởng bản thân đã mất mạng rồi. Thì ra nguy hiểm đến vậy. Thôi, có từng gặp tiểu Nico này không? À, là sư muội này sao? Lúc nãy ta thấy cô ấy đi cùng một nam nhân ăn mặc sặc sỡ lờ lẽ, ta định đuổi theo xem thử. Tiếc là con khỉ con này đột nhiên bám theo ta. Ta thấy chuyện lớn như thế này, tại sao ngươi không nói lại với sư thái Hằng Sơn phái? Họ đang đi khắp nơi tìm người đấy. Điều này ta nói nhỏ với ngươi, là đại sư huynh kêu ta đừng nói với ai. Huynh ấy nói sư thái hung dữ đó mà biết được chuyện này, e là sẽ làm xấu danh tiếng của sư muội Hằng Sơn phái.
Ngươi đừng lo lắng, đại sư huynh đã đích thân đi cứu người rồi. Nhưng mà ngươi đừng nói cho ai biết chuyện này nha, nhất là đừng để tiểu sư muội biết đó. Thế nào, có thăm dò được tin tức gì không? Xem ra chúng ta đã bị lệnh hồ sư huynh nhanh một bước. Có huynh ấy ra tay, Nghi Lâm chắc chắn sẽ không sao. Thật không? Nghe nói người đã bắt cóc tiểu sư thái Nghi Lâm là một cao thủ võ lâm. Đạo hành của đại đệ tử qua sơn phái yếu như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Có cần hạ khắc đến vậy không? Nhưng nói thật, ta cũng không yên tâm lắm. Vẫn nên điều tra hành tung của chúng. Phi Phi, nghe thấy chưa? Hình như ở gần đây có ai đó đang thiếu dị hồn. Hay quá. Nhưng mà bài nhạc này bi thương quá. Người đó chẳng phải là... Tránh ra, tránh ra. Đừng qua đây mà đi qua đi lại. Ta đang dị hồn, để con các người làm sao hiểu được chứ. Lão Bá đừng giận, bọn tôi chỉ muốn hỏi lão Bá có từng gặp tiểu Nico như vậy không thôi. Không cần phải lo lắng, tiểu Nico này sẽ có cao nhân bảo vệ, không có chuyện gì đâu. Tuy nói vậy, nhưng chúng tôi đã nhận ủy thác của Hành Sơn phái. Trưởng môn lệnh cho chúng tôi đến tìm cô ấy, nhất định phải chắc chắn cô ấy an toàn mới có thể yên tâm. Đứa trẻ này thích lo chuyện bao đồng như vậy sao? Được, ngươi xem cô đường ở phía trước đang bị kẻ xấu rình đập. Ngươi đi đuổi con sâu đang theo cô ấy. Ta sẽ nói cho ngươi biết tiểu Nico đang ở đâu. Chính là cô đường đó. Ta thấy cô ấy đi ra từ trong phủ. Mùi vị của bánh bao. Không được, ta còn việc quan trọng. Nè, các người lén la lén lút muốn làm gì vậy? Liên quan gì đến ngươi? Nhìn cách ăn mặc của ngươi cũng là nhân sĩ giang hồ, không biết bọn ta là ai sao? Nếu vậy hình như hắn là người của Tung Sơn phái. Tung Sơn phái là danh môn chính phái, lại đứng đầu Ngũ Nhạc kiếm phái. Sao lại theo dõi một tiểu cô nương? Các ngươi nhất định là giả mạo, muốn bị đòn sao? Chuyện nhỏ, thứ lợi hại hơn ta cũng từng đánh. Đừng nói ta nữa, ngươi không sao chứ? Hả? Ngươi sao lại hỏi ta? Đám người đó theo dõi ngươi, ngươi không phát hiện sao? Hả? À, vậy sao? Ngươi vì muốn cứu ta nên mới đánh với bọn chúng. Tiểu thư từng nói đã chịu ơn người thì phải nhất định đền đáp. Ta phải làm sao để tạ ơn ngươi đây? Phải rồi, ta đang định đi mua cá, giới thiệu cho ngươi một chỗ bán cá ngon nè. Để cô ấy đi một mình, cứ thấy không yên tâm lắm. Ngươi muốn mua cá, không phải để đi chợ cá xong, sao lại đi về phía ngoài thành? Trong phủ đông người, ra ngoài bến đò để mua cá, không phải vừa rẻ vừa tươi hơn sao? Cá được bắt ở đây là tươi ngon nhất trong Hành Sơn thành. Các vị đại hiệp Thanh Thành phái vừa đến phủ hôm nay, sau khi ăn xong được khen hết lời đấy. Lưu lão gia có ơn với bọn ta, bữa tiệc rửa tay gác kiếm này á, làm sao mà dám có sơ suất. Có điều anh đợt lưới trước đã được đưa tới phủ, tiểu thất cô nương hãy chờ, đợt lưới sau sẽ có ngay. Lưu lão gia, có phải Lưu Chính Phong không? Xem ra Thanh Thành phái cũng đến rồi. Nếu Lâm Quỳnh biết Thanh Thành phái ở đó, không chừng cũng sẽ đến Lưu phủ. Thôi bỏ đi, tìm Nghi Lâm trước vẫn hơn. Ngư dân, làm phiền chọn cho ta một con cá tươi ngon. Ta muốn nướng cá cho một ông lão. Thật không đúng lúc, đợt lưới trước đã được đưa tới Lưu phủ rồi, xin hãy chờ chút. Không biết phải chờ bao lâu, tự đi câu một con tốt hơn. Thank you.
Ủa, tại sao lại không có gì hết vậy? Vẫn không có gì hết. Sao lại như vậy? Tiểu Mộng xem, người đó trông thật ngốc, đã câu nhiều lần rồi. May mà có Bạch cô nương giúp chúng ta, nếu không thì cũng không câu được cá như tên ngốc đó rồi. Nghe nói ven sông có một cô nương họ Bạch, có thể giúp ngư dân bắt được cá, có phải không? Không ai biết cô ấy họ gì, chỉ là cô ấy mặc một bộ đồ trắng nên mọi người gọi cô ấy là Bạch cô nương. Những năm gần đây sông Tương nước chảy xiết, bắt cá không dễ, nhưng chỉ cần Bạch Y ngư nữ hô to ở nơi nào đó ven sông, ngư dân đến đó bắt cá chắc chắn đẩy ấp trở về. Trên đời này có một cô gái triệu tập được bầy cá sao? Không phải là yêu quái chứ? Ở đây có một bia đá, không biết trên đó viết gì. Ở đây có một bia đá, không biết trên đó viết gì. Người trẻ tuổi, người cũng hứng thú với truyền thuyết về cá đuôi phụng sao? Cá đuôi phụng là vật may mắn của dân đánh cá. Trước khi ra sông, mọi người đều đốt nhang thắp nến, trải ít cơm nước, cầu mong cá đuôi phụng chúc phúc đầy ấp trở về. Người trẻ tuổi, người cũng đến tìm cá đuôi phụng sao? Ta không phải đến tìm cá đuôi phụng, chỉ là tình cờ nhìn thấy bia đá. Ta đến đây là vì nghe nói có một bạch y nữ tử biết hô gọi đàn cá. Cá đuôi phụng ở đâu? Thật hiếm thấy còn có người trẻ tuổi hứng thú với truyền thuyết về cá đuôi phụng. Cá đuôi phụng này, ông lão, con không hỏi cá đuôi phụng ở đâu, con hỏi về bạch y ngư nữ. Ngư nữ đấy, ông từng gặp qua chưa? Trời ơi, ta nghe rất rõ ràng. Cá đuôi phụng chứ gì? Thì ta đang nói đây này. Cá đuôi phụng là cá thần thấy đầu không thấy đuôi. Sự thật là giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc dương nữ, trong mắt các ngươi còn có dương pháp không? Đa tạ đã giúp, tiểu nữ xin cảm ơn. Cô nương không sao chứ? Xin hỏi cô nương tên là gì, nhà ở đâu, để ta đưa cô về. Tiểu nữ không tên không họ, bốn bể là nhà. Lần này đi ngang sông Tương nên ở lại đây một thời gian, đại hiệp ra tay cứu giúp, tiểu nữ có chút quà mọn tặng người. Đại hiệp hãy đi theo ta. Chính là chỗ này. Đại hiệp hãy nhận lấy con cá chép này. Cô nương thật lợi hại, chắc cô chính là bạch cô nương mà ngư dân ở đây nói đúng không? Cô nương có khả năng đặc biệt nói chuyện với đàn cá, thật đáng kinh ngạc. Không có khả năng đặc biệt gì cả, tiểu nữ chẳng qua là biết thủy pháp địa lý, giỏi quan sát thôi. Có thể giúp được ngư dân trên bờ sông, đó là niềm vinh hạnh của tiểu nữ. Ra là vậy. Vậy thì đã mạo phạm rồi. Cô nương hiền lành tốt bụng như thế, người tốt nhất định được đền đáp. Đại hiệp ra tay giúp đỡ, tiểu nữ không biết phải đền đáp ra sao. Xin nhận lấy con cá chép này. Cũng không còn sớm nữa, tiểu nữ phải về trước đây. Hả? Biến mất rồi. Bạch y nữ tử thuật gọi cá. Suy nghĩ kỹ thì cô ấy thực sự rất giống với cá đuôi phụng trong truyền thuyết. Ra ngoài dạo một vòng, có lẽ sẽ có được vài cuộc gặp kỳ duyên. Hoàn thành xong còn được nhận các loại kỳ trân dị bảo nữa. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip, và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Chúc anh em luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.